B. Mà ám. Mình, sao lại ngủ gật trong lớp? Thưa thầy, em xin lỗi ạ. Em là học sinh mới chuyển về, lực học còn chưa bằng các bạn thì phải cố lên nhé. Có khúc mắc chỗ nào cứ nói với thầy. Thu, em là lớp phó học tập, em sẽ là người trực tiếp kèm cặp và nhắc nhở Minh nhé. Dạ vâng, thưa thầy. Nè, các cậu có biết nhà thằng Minh ở đâu không? Ôi trời, nó có bao giờ nói chuyện với ai đâu mà biết. Cậu, tuần sau có bài kiểm tra toán một tiết, cậu còn chỗ nào chưa hiểu không? Để tớ giảng lại cho. Thôi khỏi, tớ tự làm được. Bà ơi, con về rồi. Mình về rồi hả con? Con thay quần áo rồi ăn cơm đi. Bà ơi. Sao thế con? Con không muốn đi học nữa bà ơi. Sao thế con? Con thấy học chẳng vào, mà đi học tốn tiền lắm, lại khổ cho bà. Con muốn xin một công việc nho nhỏ để kiếm tiền phụ bà trước đã. Học hành để sau. Không được, bà không cho phép. Con thấy mình chẳng phù hợp với việc học, con cũng không giống các bạn. Cố gắng lên con, bà sẽ gắng sức nuôi con ăn học nên người. Đã khổ rồi thì phải đi học, con à. Bà, sao bà lại đến đây? Bà đến xem cháu bà có đi học không. Bà sợ con nghỉ quẩn lại nghỉ học. Tội nghiệp, có nóng không con? Bà đừng ngồi đây. Ừ, bà hiểu rồi. Con đến trường là bà yên tâm rồi. Bà đi ngay đây. Nhớ vào học cẩn thận nha con. Món xôi ngô mà con thích đây, cầm đi để giữa giờ, đói thì ăn nha. Cậu theo dõi tôi à? Sao cậu không để bà ngồi ở cổng trường, còn bắt bà gánh đi đâu cho vất vả? Không phải việc của cậu, cậu chỉ có mỗi việc học thôi, không hiểu được đâu. Sao lại không hiểu? Cậu đừng sĩ diện kiểu ấy, cậu phải thương bà. Phải tự hào vì bà của mình chứ. Cậu thì hiểu cái gì? Tôi thương bà tôi như thế nào? Làm sao mà cậu biết được? Đừng động vào tôi nữa. Không biết hôm nay bà bán có được nhiều không nhỉ? Trời mưa thế này. Bà ơi, cho con gói xôi lạc. Có muối vừng nhé. Bà ơi, con thích xôi xéo ạ. Bà ơi, xôi ngon quá. Hôm sau bà nấu nhiều vào nhé, để dành cho chúng con ạ. Cảm ơn các con. Các con học cùng lớp Minh thì nhớ giúp đỡ Minh việc học hành nhé. Bà rất cảm ơn các con. Bà yên tâm, chúng con sẽ giúp bạn ấy. Minh tới rồi kìa. Chủ nhật rảnh rỗi, tớ rủ các bạn ấy ra chợ ăn xôi của bà. Bà nấu ngon quá đi mất. Tớ đã dặn bà từ mai đến cổng trường mình ngồi bán rồi, chắc chắn sẽ rất đắt hàng. Cậu đừng giận tớ nhé. Giận gì chứ, tớ mới là đứa đáng trách. Nếu mai cậu rảnh, tớ có thể hỏi cậu mấy bài tập tớ chưa hiểu được không? Được chứ. Nắng sắp lên rồi, phải lấy nước tưới cho mấy cây hoa mới được. Ôi, cá đẹp quá. Chà, bắt được một chú cá vàng. Bi sẽ thích lắm đây. Bi ơi. Dạ. Ba có quà cho con nè. Con xem ba có gì nè. Chú cá đẹp quá. Con chưa bao giờ thấy chú cá nào đẹp mà lớn thế này. Ừ,
Vì con chỉ nhìn thấy những chú cá trong bể kính nên mới nhỏ. Chú cá này sống ở trên sông nên lớn hơn. Từ giờ, nhiệm vụ của con là chăm sóc chú cá vàng đây nhé. Vâng ạ. Thôi, để em chăm sóc cá cho. Con còn bé thế, sao mà chăm sóc được cá? Con chăm sóc được mà mẹ. Đúng đấy, em cứ để con chăm sóc. Cho cá ăn con làm được mà. Thôi, việc này anh cứ để em làm đi. Mẹ ơi, xong chưa? Con đói rồi. Con ăn đi nè. Sao em không đi ăn sáng đi? Con đi đâu đấy? Em lấy cặp cho con. Con cũng không còn quá nhỏ nữa. Hãy để con tự lấy cặp của mình em à. Thôi, con đang ăn. Để em đi lấy cho con cũng được. Lần sau con nhớ cầm theo cặp của mình nha. Đừng để mẹ mất công lên lấy. Nhưng mẹ nói để mẹ lấy mà ba. Em để con tự đi. Con lớn vậy rồi, sao lúc nào em cũng bế ẵm con thế? Anh cứ kệ em. Em phải đi đã, không muộn học của con. Mẹ ơi, giày của con. Thôi chết, mẹ quên mất. Bi, con xuống tự đi giày. Sao lớn thế này, còn để mẹ đi giày cho thế? Sơn lại mắng con. Em đi giày cho con cho nhanh để kịp giờ học. Anh muốn con đi học muộn à? Muốn đi học đúng giờ thì phải dậy sớm hơn. Em không nên nuông chiều con kiểu như vậy. Em chăm con, lo lắng cho con sao gọi là nuông chiều được. Con vẫn ngoan ngoãn khỏe mạnh là được. Em... Được, em cứ cho con đi học đi. Lát nữa em về, anh sẽ nói chuyện với em. Em đã về rồi đấy à? Anh đang cho cá ăn hả? Em xin lỗi, lúc nãy em không nên to tiếng với anh. Không sao, anh hiểu tâm trạng của em lúc nãy. Em lại đây cùng cho cá ăn với anh đi. Ôi, sao ngày nào anh cũng cho cá ăn? Em cũng thường xuyên thay bể cá, mà sao cá vàng lại gầy nhỏ, bơi lờ đờ thế này nhỉ? Anh cũng nhận ra mỗi ngày chú cá vàng nhỏ hơn so với lúc anh đưa cá từ sông về đây. Em cũng thấy như vậy à? Vâng, hằng ngày em bận quá không để ý. Hôm nay em mới chú ý, thấy cá gầy đi nhiều và không còn hoạt bát như trước nữa. Cá vàng được chúng ta nuôi và chăm sóc đầy đủ, nhưng chú cá cũng không phát triển được mà mỗi ngày một gầy héo đi ở ngoài môi trường tự nhiên. Mặc dù phải đối diện với nhiều hiểm nguy và phải vất vả kiếm sống, nhưng chú cá vàng sẽ có những kỹ năng sống và trở nên hoạt bát nhanh nhẹn hơn. Có lẽ anh nói đúng, tội nghiệp chú cá. Để em mang thả nó ra sông. Anh đi cùng em. Anh ơi, có lẽ em đã sai rồi. Sai gì cơ? Về cách nuôi dạy Kubi, em nhận ra mình đã bao bọc con quá đáng. Đã tước đi khả năng tự lập, tự vùng vẫy và phát triển tự nhiên của con. Cũng như con cá vàng kia, chỉ khỏe mạnh khi nó được tự sống cuộc đời của nó. Đúng rồi em à. Hãy để con chúng mình trở thành một chàng trai độc lập và mạnh mẽ. Nắng sắp lên rồi, phải lấy nước tưới cho mấy cây hoa mới được. Ôi, cá đẹp quá. Chà, bắt được một chú cá vàng, Bi sẽ thích lắm đây. Bi ơi, dạ. Ba có quà cho con nè. Con xem ba có gì nè. Chú cá đẹp quá. Con chưa bao giờ thấy chú cá nào đẹp mà lớn thế này. Ừ, vì con chỉ nhìn thấy những chú cá trong bể kính nên mới nhỏ. Chú cá này sống ở trên sông nên lớn hơn. Từ giờ, nhiệm vụ của con là chăm sóc chú cá vàng đây nhé. Vâng ạ. Thôi, để em chăm sóc cá cho. Con còn bé thế, sao mà chăm sóc được cá? Con chăm sóc được mà mẹ. Đúng đấy, em cứ để con chăm sóc. Cho cá ăn con làm được mà. Thôi, việc này anh cứ để em làm đi. Mẹ ơi, xong chưa? Con đói rồi.
Con ăn đi nè. Sao em không đi ăn sáng đi? Con đi đâu đấy? Em lấy cặp cho con. Con cũng không còn quá nhỏ nữa. Hãy để con tự lấy cặp của mình em à. Thôi, con đang ăn. Để em đi lấy cho con cũng được. Lần sau con nhớ cầm theo cặp của mình nha. Đừng để mẹ mất công lên lấy. Nhưng mẹ nói để mẹ lấy mà ba. Em để con tự đi. Con lớn vậy rồi, sao lúc nào em cũng bế ẵm con thế? Anh cứ kệ em. Em phải đi đã, không muộn học của con. Mẹ ơi, giày của con. Thôi chết, mẹ quên mất. Bi, con xuống tự đi giày. Sao lớn thế này, còn để mẹ đi giày cho thế? Sao anh lại mắng con? Em đi giày cho con cho nhanh để kịp giờ học. Anh muốn con đi học muộn à? Muốn đi học đúng giờ thì phải dậy sớm hơn. Em không nên nuông chiều con kiểu như vậy. Em chăm con, lo lắng cho con sao gọi là nuông chiều được. Con vẫn ngoan ngoãn khỏe mạnh là được. Em... Được, em cứ cho con đi học đi. Lát nữa em về, anh sẽ nói chuyện với em. Em đã về rồi đấy à? Anh đang cho cá ăn hả? Em xin lỗi, lúc nãy em không nên to tiếng với anh. Không sao, anh hiểu tâm trạng của em lúc nãy. Em lại đây cùng cho cá ăn với anh đi. Ôi, sao ngày nào anh cũng cho cá ăn? Em cũng thường xuyên thay bể cá, mà sao cá vàng lại gầy nhỏ, bơi lờ đờ thế này nhỉ? Anh cũng nhận ra mỗi ngày chú cá vàng nhỏ hơn so với lúc anh đưa cá từ sông về đây. Em cũng thấy như vậy à? Vâng, hằng ngày em bận quá không để ý. Hôm nay em mới chú ý, thấy cá gầy đi nhiều và không còn hoạt bát như trước nữa. Cá vàng được chúng ta nuôi và chăm sóc đầy đủ, nhưng chú cá cũng không phát triển được mà mỗi ngày một gầy héo đi ở ngoài môi trường tự nhiên. Mặc dù phải đối diện với nhiều hiểm nguy và phải vất vả kiếm sống, nhưng chú cá vàng sẽ có những kỹ năng sống và trở nên hoạt bát nhanh nhẹn hơn. Có lẽ anh nói đúng. Tội nghiệp chú cá. Để em mang thả nó ra sông. Anh đi cùng em. Anh ơi, có lẽ em đã sai rồi. Sai gì cơ? Về cách nuôi dạy Kubi, em nhận ra mình đã bao bọc con quá đáng, đã tước đi khả năng tự lập, tự vùng vẫy và phát triển tự nhiên của con. Cũng như con cá vàng kia, chỉ khỏe mạnh khi nó được tự sống cuộc đời của nó. Đúng rồi em à. Hãy để con chúng mình trở thành một chàng trai độc lập và mạnh mẽ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.